thành phố trung tâm của tỉnh Hyogo là thành phố Kobe, một thành phố cảng quốc tế. Ở đây có khu phố Tây và cả khu phố Trung Hoa. Đây còn là nơi có món đặc sản bò Kobe nổi tiếng thế giới. Nơi đầu tiên chúng ta đến thăm tại tỉnh Hyogo là thành Amagasaki của thành phố Amagasaki. Xin chào mọi người, Đại đang có mặt ở tỉnh Hyogo và thành phố Đại đang đứng ở đây rất là nổi tiếng, đó thành phố Kobe. Và đây là một tòa thành Amagasaki mới được xây dựng xong vào năm ngoái. Ngày hôm nay Đại đến đây để làm quen với một bạn Việt Nam rất là dễ thương, hiền lành và đáng yêu, làm việc Đại rất là chăm chỉ. Bạn đó tên Lộc và Đại nghe nói thì bạn Lộc đang làm việc ở một công trường ở gần đây. Và chúng ta sẽ cùng đi theo và tìm kiếm bạn Lộc để có thể lắng nghe những câu chuyện, những tâm tư của bạn Lộc trong quá trình làm việc ở Nhật Bản nha. Ngay bây giờ đi thôi. Nơi Quang Đại đang đi tới là công trường bên trong thành phố Amagasaki. Trong công trường rộng lớn này có bạn Lộc đang làm việc tại đây. Công nhân ở đây đang làm việc rất là nghiêm túc, cảm thấy là Đại rất đang ngại, rất là ngại để làm phiền. Hỏi thăm thử nhân viên ở đây xem bạn Lộc đang ở đâu. Trong vị này có vẻ hơi nghiêm nghị. Đại hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng nhé. Con đến đây với cái vai trò là con là khách mời của chương trình Người Kết Nối để đem đến cho khán giả Việt Nam một cái nhìn rất là thật về đời sống những người đang tu nghiệp ở đây. Watashi wa I love Vietnam. Con gặp được bạn Lộc được không ạ? Lộc desu ne. Lộc. Xin chào em. Anh chàng này chính là Võ Tấn Lộc, 21 tuổi. Còn người đã chỉ cho Đại lúc nãy chính là bác giám đốc của Lộc. Bác tên là Tanaka. Và em ở đây là em làm vị trí nào? Có thể là em đặt gạch được. Là công nhân xây dựng. Lộc đã làm việc ở công trường xây dựng được 1 năm rưỡi. Công việc chủ yếu của công ty Minamoto là xây dựng phần móng, nền xung quanh cho các công trình đường xá, kiến trúc. Mọi người ơi, ngày hôm nay công trường thì rất là nắng và mùa hè thì Nhật Bản rất là nóng. Và Đại đang nhìn Lộc làm việc với lại cấp trên của anh ấy thì là mọi người tác phong rất là nghiêm chỉnh và tập trung vào công việc. Đại quyết định thay đồng phục giống Lộc và cùng làm thử. Trời ơi, tưởng nhân viên nào. Đầu tiên là khuân những khối gạch bằng tay. Mình ghen lại trước, mình để đây mà nhầm nhò gì với Quang Đại đúng không? Sắp hàng hàng vậy nên thôi mình đặt vô là nó ngay à, nó dễ, nó mau. Saki xin bỏ cô đi nào thôi. Rồi, cua. Đưa đây à, đi kia đúng không? Mới thử một chút nhưng Đại đã thấm mệt rồi. Tạm thời mình bỏ đi. Rồi. Hồi nãy mình chọn rồi đó, giờ mình anh bỏ xuống cho em. Ủa, tại sao mình để giọng xuống? Cho nó cứng hả? Sao rồi mình coi Suyuki. Suyuki là cây thước này nè. Coi ở đây. Xong, nó bên đây nó cao nè. Mình gõ một chút. Vậy là ok. Rồi. Dạ. Chỗ này là mình đo lại một lần nữa. Nó còn hở một chút. Kéo nó vô. Cho dù là sai lệch 1mm thì cũng không được. Ngành xây dựng ở Nhật quá là nghiêm ngặt. Bởi vì đã bị lệch vài mm nên phải làm lại từ đầu. Bắt đầu từ bước sang bằng đất. Lấy nó ra mình đo lại từ đầu. Đầu này được rồi đúng không? Giờ mình đo đầu này, đầu này nó cao 2 cm. Chưa, nó còn cao. Xong đầu tiên bỏ vô mình. Cái đầu tiên là mình phải coi cái này trước. Ok. Rồi. Check. Cái này. Rồi, cái này. Em chọn cái này nó cao luôn đây. Ok. Ok. Good job. Good job.
gạch đã được xây hoàn chỉnh bằng bàn tay quen thuộc của Lộc. Đúng là công việc vất vả, đòi hỏi độ chính xác và nhanh chóng. Công việc xây dựng ở Nhật quả là tỉ mỉ. 12 giờ là giờ nghỉ giải lao và ăn trưa của các kỹ sư xây dựng. Anh là làm một xíu mà anh đã mệt rồi nên anh rất là khâm phục em. Rồi, ngày hôm nay là ngày bình thường là em ăn cái gì? Bữa nay có đặc biệt là nhà kia số 3, sau đó siêu to. Cái này nó còn loại cay hơn nữa. Nhưng mà cái này là cái loại bình thường, nó không cay. Please, à. Cái này nó cay mà. Nó giống như là mì gói trộn. Trong đó chắc là rong biển nữa. Hai người dễ thương giống như hai người bạn ha. Dễ thương lắm, rất dễ thương. Mà bây giờ em biết nhiều cái công đoạn kỹ thuật này nọ chưa? Thì em cũng gần hết rồi. À, cũng quen, nói chung là cũng quen. À. Cùng hỏi thăm cấp trên và các đồng nghiệp ấn tượng về Lộc thế nào. Bác ơi, cho con hỏi một câu là bác thấy là trong quá trình làm việc là Lộc là người như thế nào? はっきり言って日本語自分が喋ってる言葉がこちこちこちなんていうのかな結構早口なところもあるんで理解できてないところもいっぱいあるんだけどできるだけ内容を理解して仕事はしてくれるんで。Lộc và mọi người sau khi kết thúc công việc tại công trường lúc 5 giờ chiều thì sẽ quay về văn phòng trong thành phố Amagasaki. Bữa nay hôm nay ngày 25, đúng rồi. Dạ. Một ngày khối lượng công việc của em nhiều không? Dạ, có bữa nhiều, có bữa ít. Bữa nào nhiều thì em ghi nhiều, mấy bữa trước là nhiều. À rồi con này là kiểu là bác kiểm tra lại. Dạ, bác kiểm tra, bác chỉnh lại cho em. Vui quá ha. Giám đốc công trường anh Ito sẽ kiểm tra. Tiếp theo là báo cáo với giám đốc công ty. さっきブロックです。何メートル設計したの?5メートルです。5メーター?5メートルは何本ですか?5メートルは7本です。7本設計?7本足らないよ。5メートルやったら。60センチかける7本は?寒いね。足りないですね。足らないよ。どうした?計算間違いない。計算間違った。 Sau khi kết thúc công việc, mọi người cùng nhau quay về ký túc xá. Ngoài Lộc, còn có 5 bạn tu nghiệp sinh người Việt Nam cũng làm việc tại đây. Mọi người rất thân thiết. Lúc đầu coi á thì Quốc Thuận nghĩ rằng là có là chỉ có một mình bạn Lộc là người Việt Nam thôi. Mà khi mà hỏi Đại thì thấy rằng là ở đó còn nhiều người Việt Nam nữa thì mình đỡ lo hơn. Thì em thấy là môi trường ở Nhật là một môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp rồi, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà ngoài ra rất là nguyên tắc, kỹ tính và rất là kỷ luật. Đặc biệt là trong xây dựng nữa, tại vì xây dựng là nếu mà một sai một ly là đi một dặm rồi. Và kiểu đặt cái gạch sai là sai hết tất cả mọi thứ. Nên là em thấy là bạn Lộc rất là chăm chỉ, chịu khó, rất là hiền và rất là có trách nhiệm trong công việc. Thì em cũng đã thấy một số những chuyến đi trước kết nối với các bạn làm ở vườn táo Aomori nè. Thì em thấy là hình như họ có một cái điểm chung dễ thương, hòa đồng và chịu khó học hỏi. Người Nhật thì người ta rất là quý và thậm chí là rất là coi trọng những người nào mà như em nói đó, rất thiệt thà, chăm chỉ, siêng năng. Em có cảm nhận được cái hè ở đó nó rất là nóng.
mà mình phải ngồi nóng hơn Việt Nam không? Nóng hơn. Nhưng mà em á, ở ngoài công trường em trải nghiệm cái công việc đó là làm công nhân vậy đó, thì em thấy sao? Em thì cảm thấy là mình phải hiểu được và thông cảm. Tại vì cực khổ là chắc chắn là cực rồi. Các bạn có thể nói với gia đình, nói với tất cả mọi người là ok, con không sao, con khỏe. Nhưng mà ai cũng hiểu được đó là công việc rất là cực nhọc. Tại vì ra ngoài công trường làm giữa trưa nắng giống như vậy. Và những cái kỷ luật của và yêu cầu về kỹ thuật cũng rất là cao. Nên là đối với em thì đại nghĩ là cái công việc của bạn Lộc là một cái công việc rất là áp lực. Cái việc làm báo cáo cũng thấy rất là khác đúng không? Làm báo cáo hai lần rồi á, là anh quản lý đó là ảnh kiểm tra luôn chính tả nữa. Dạ đúng rồi. Giúp cho bạn Lộc có thêm được nhiều vốn từ của Nhật Bản đúng không? Dạ đúng rồi. Và em nghĩ là mọi người đặt rất là nhiều cái tâm huyết vào bạn Lộc, tại vì bạn Lộc là một cái thanh niên trẻ nè, rồi lại chịu khó học hỏi, nên là mọi người lại yêu cầu Lộc cái sự thể hiện của Lộc nhiều hơn nữa. Tại vì có một cái bí mật nữa sau này mọi người sẽ thấy được. Đó, bí mật không? Bí mật quá trời. Chứ nếu mà không có bí mật mọi người đâu có ngồi lại xem đến cuối chương trình. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tiếp đoạn clip sau đây. Sau khi kết thúc công việc, mọi người thường hay chơi đá banh để giải trí. Hôm nay Đại cũng tham gia đá banh chung với mọi người. Đại biết đá banh không em? Thế em đá cái chân là em biết là em cũng dữ lắm rồi nha. Mặc đồ đá banh gì Đại làm trọng tài rồi. Không, Đại cũng đá nhưng mà Đại được thay đồ thôi. Đó, thấy chưa? Thấy khều cho banh chưa? Bác thấy mọi người chơi vui không? Ngày nào cũng vậy luôn à? 仕事の時はみんな元気がないですけども, 帰ってきてサッカーをやる時はみんなとても元気です. ベトナムに行きまして面接ですね. 何の試験をしますかと向こうで聞きました. 実習生の性格、体力 が分からないので、ジョークで私がジョークでサッカーできませんかとベトナムで話しました。みんな早い、上手、あとリーダーシップ、こっち、あっち、指示をしてゲームしてました。それは私たちの仕事ではとても大切なことなので、 Bạn Duy Anh là tu nghiệp sinh Việt Nam đầu tiên được nhận 3 năm trước. Sau thời điểm chúng tôi ghi hình, khoảng 2 tuần là bạn ấy kết thúc quá trình tu nghiệp và về nước. 3年間日本で厳しく厳しく指導をしました. 6月までリーダーで実習生のリーダーで頑張ってました. 7月からは彼 là leader change. Lộc đến Nhật 1 năm rưỡi rồi. Lộc có tính cách rất thật thà và nghiêm túc nên được giám đốc Tanaka rất yêu quý. Hiện tại Lộc chỉ mới 21 tuổi, còn rất trẻ, nhưng sắp tới sẽ mang nhiệm vụ quản lý cả các bạn lớn tuổi hơn. Khi mà mình nhận được những cái sự tin tưởng của bác và anh á dành cho em thì em cảm thấy làm sao? Và em sẵn sàng để nhận cái quyết định này chưa? Dạ em sẵn sàng, em sẽ cố gắng làm là tốt. Là được thăng chức đó mọi như người vậy thôi. Chúc mừng em Lộc. Tuy có khó khăn nhưng mà cũng cố gắng. Lộc san, watashi to An san, leader, docchi ga kowai desu ka? Lộc và các bạn sống ở ký túc xá mà công ty đã chuẩn bị, cách công ty khoảng 5 phút đi xe đạp. Giám đốc là người đã cải tạo lại căn nhà cũ 3 tầng này thành ký túc xá cho các bạn ở cùng nhau. Những tu nghiệp sinh mới qua Nhật được 1-2 năm thì sẽ ở 2 người một phòng. Những tu nghiệp sinh sang được 3 năm thì sẽ có phòng riêng. Và một khi trở thành nhóm trưởng thì sẽ được ở riêng một phòng rộng hơn mọi người. Đây là đặc quyền dành cho trưởng nhóm Duy Anh vì đã rất cố gắng trong công việc.
Lộc trở thành trưởng nhóm mới cũng phải cố gắng thật nhiều giống như Duy Anh nhé. Trước tiên là phải nói là chúc mừng bạn Lộc, 21 tuổi thôi mà nó được thăng quan tiến chức lên làm trưởng nhóm. Mà điều quan trọng đó là không biết là Lưu Hà Trinh có thấy không, lên làm trưởng nhóm cái được chuyển qua phòng gì Lưu Hà Trinh? Dạ, phòng VIP, phòng VIP, phòng master, phòng suit. Nhưng mà anh Thuận nó làm em cảm thấy nghĩ lại cái tuổi 21 mình thấy hơi ngượng. Sao vậy? Tuổi 21 của em mà vẫn còn đang ở phòng game á. Chơi game, không có tập trung vào lắm về cái định hướng tương lai và em cảm thấy xấu hổ. Tại vì em nhìn lại là 21 tuổi là lẽ ra cái quá trình mà các bạn chuẩn bị là từ năm 18, 19 rồi. Phải học tiếng Nhật nè, phải chuẩn bị hành trang nè, phải sắp xếp cái tư duy của mình làm sao cho độc lập nè, để mà bay qua một đất nước hoàn toàn mới. Ban giám đốc Tanaka chia sẻ rằng là khi ông tuyển thực tập sinh đó, thì là ông thường là cho đá banh. Dạ. Vậy đúng thì, rồi. Tại sao lại ông lại có một cái tuyển nhân sự nó đặc biệt như vậy Quang Đại? Tại vì em hỏi thì bác nói là kiểu bác cũng yêu cầu là mọi người có cái tinh thần đồng đội với nhau. Và trong cái đá banh thì mọi người thể hiện là ok, là mình phân chia công việc rõ ràng và vẫn phải kết hợp như là một cái tập thể. Thì công việc, bản chất, cái tính chất của công trường xây dựng nó cũng là vậy. Tất cả mọi người cũng phải tuân theo cái quy định, và đồng thời cũng có những người gọi là leader để chịu trách nhiệm cái những công việc đấy. Và khi đá banh á là bao nhiêu bản chất là lầu ra hết, đúng không em? Đá banh, cái đoạn clip hồi nãy đó là hình như là ngày cuối tuần đúng không? Dạ là đúng ngày, rồi đúng rồi. Vậy thì ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Không biết là ngày nghỉ thì bạn Lộc sẽ dẫn bạn Đại này đi đâu, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Ngày hôm sau, để tạo kỷ niệm trước khi chia tay với đồng nghiệp, thì Lộc đã mời trưởng nhóm Duy Anh cùng đi du lịch với mình trong tỉnh Hyogo. Đi ăn kìa. Ăn nước biển chưa? Waterboard. Waterboard. Bây giờ đây, dẫn anh đi đâu? Sao bây giờ mình sẽ nước sống, sống bằng dây cáp, mình dựng cáp mình để mình nước sống. Ờ, hay quá. Nhìn thấy cũng vui. Ngầu quá ha. Mọi người sẽ thử thách môn thể thao dưới nước là lướt ván bằng dây cáp. Thông thường, môn lướt ván sẽ được kéo bằng tàu ra biển, nhưng ở đây sẽ được kéo bằng một sợi cáp, nên có thể chơi trò chơi này ở gần bờ được. Là một trò chơi được khách du lịch rất yêu thích, môn này sẽ được đề cử vào môn thi đấu Paris Olympic 2024. Đó kìa. Đấy, kìa. Có chơi skill kìa. Đây, đây là siêu phẩm. À, cái cọng cáp là nó lập trình phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Đó chỗ là phải giật lên. Dạ không, tùy mọi người chơi. Có cái giống không? Tùy cách người chơi, tùy người ta chuyển trọng tâm. Còn chưa? マサティ、マスで今日はよろしくお願いします。えっとですね、この施設ね、ちょっと滑ってもらってる人いるんですけど、1周だいたい1分ぐらいウェイクボードで回ってきてもらうんですが、あれがだいたい30キロぐらいで回せてるので、0キロで回ってるところから一気に30キロまで引っ張られます。OKですか?で、体勢とか、コツとかいろいろいるんですけど、まずは言うてもわからないんでやってみましょう。 Sao đồ rồi. Quang Đại quyết định thử đầu tiên. Đại giữ. Nó là cái dây cáp nó móc lên trên. Nó sẽ có một cái motor nó kéo một cái bầu. Kéo nè. Anh đến rồi anh bấm đó. Bấm đó. Những người mà thường thường mới chơi với em á là phải té ít nhất là phải 30 lần, 50 lần mới biết đứng thôi. Sunny, it's go! Go! Dyson! Dường như là bị kéo nhanh quá nên rất khó để bắt đầu. Hay là mình đứng trước trên nước xong rồi mình mới kéo được không? Sao khó vậy? Phải... cũng chạy thôi à. Nó phải nghĩa là phải có kết hợp á. Té là phải à. Rồi để coi lọc lên có té không nha. Okay. Tư thế đã tốt hơn rồi, nhưng có vẻ vẫn rất khó khăn. Khó quá. Nhưng mà tại vì nghĩ là Đại chưa quen thôi, nên chắc là lần sau sẽ ok. Không thể bỏ cuộc.
Cùng xem thử các du khách khác làm như thế nào nào. Wow. Ôi nghề rồi. Ok. Lời khuyên của người hướng dẫn có giúp ích được gì không nào? Có tiến bộ rồi, nhưng mà có vẻ khó để thành công. Thử thách lần cuối cùng nào. Lần này không biết Đại có thành công không đây. Ok. Em cũng không nhớ nữa. Cố lên. 5 giây. Không, anh nghĩ là 3-4 giây à. 3. Cái này ngắn rồi. Lần cuối rồi, mình cũng không làm được. Nhưng mà mình rất tiếc. Và mình sẽ có hy vọng là sẽ có cơ hội để trở lại với cô B để thử thách môn thể thao này. Và nhất định là lần sau mình sẽ làm được. Niboyo có nghĩa là quỳ xuống bằng đầu gối để lướt ván, dành cho những người mới chơi. Cái này cái trọng tâm của nó đỡ hơn. Cái này mình không cần làm gì hết, em mình chỉ cần thả lỏng ra thôi. Thôi nó kéo mình đi. Đó. Thấy không? Tại vì mình có bị té. Nè, được khoảng 10 giây nữa không? Không đi thôi, được hết nửa vòng đó. Vậy biết vậy mai mốt mình biết rồi đó anh Thuận. Đó. Cho nó chàng này mình sẽ đi tắm. Mất tiền đi qua. Với cách này thì mọi người có thể lướt ván được một cách dễ dàng rồi. Lần sau sẽ cố gắng ở đây chơi nhiều hơn và làm được cái thử thách này. Ha. Arigato gozaimasu. 1, 2, 3, 4. Ok.